cho các bạn, cho mấy bạn tới kênh của mình. Rất vui khi các bạn đã quay lại kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi cùng chủ tịch đi leo núi. Vậy đây chủ tịch ơi. Chủ tịch ơi, vậy đây chủ tịch ơi. Vậy đây chủ tịch ơi. Chủ tịch. Chủ tịch leo lùi cái gì? Vậy chủ tịch ơi. Vậy đây các bạn ơi. Chủ tịch. Ngày sáng rồi lên núi thôi. Kệ chủ tịch ơi, vậy đi, vậy đi. Đi nào chúng ta. 1 2 1 2 1 2. Sắp hàng nào. Lẹ dữ ta, kêu lên núi mà lẹ nhanh dữ. Không mà đồng hành buổi đêm núi hôm nay không ai khác ngoài chú ngựa tắt đi. Đi nào chú ngựa tắt đi. Đi thôi. Hay không núi không? Hay còn núi bên kia không? Đi nào. Cái bạn trẻ đâu hết rồi. Đi theo tôi. Mình sẽ được núi người ta. Núi cao nguy hiểm vãi. Có cái nào lên núi lưu gần lên nhanh không ta? Là cái lạc đà hả ta? Lạc đà màu trắng hả? Kỳ quá ta. Là một trắng mới ghê chứ. Đây ngọn núi đây. Sau đây được ngọn núi này ta. Tính chắc lên mới được. Tính chắc lên mới được. Trời ơi. Lạc đà lên núi kìa. Đó. Thấy không? Thấy không? Các bạn thấy không? Con ngựa nó muốn lên lạc đà lên trên núi nó rơi xuống kìa. Lên thử mới được. Lên nào. Như vậy. Ây da. Ây da. Sao không lên được gì? Khó lên quá. Núi cao quá, nguy hiểm quá. Các bạn nói hết rồi, chủ tịch nói hết rồi, chủ tịch. Đi theo tôi sẽ kiếm được lên nhanh nhất. Hợp lý rồi, được lên hợp lý rồi đó, đó. Đi theo đây, đi theo đây. Kiếm cái nhanh nhất. Đi nào các bạn ơi, đi thôi nào, đi thôi nào. Sẽ kiếm được cái núi lên nhất. Giờ núi cũng này cũng không cao lắm, có điều hơi cao. Lúc nào lên là tốt nhất ta. Chọn 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 không bỏ rồi, đường này đi không bỏ mình núi rồi. Có đường ngắn hơn sẽ kiếm đường ngắn hơn lên núi được. Hay đường này, đường này, đường này, ngựa xuống đường này được, mình sẽ nghĩ lên đường này được. Chọn. 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 Chọn 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 đi. Chọn 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 chọn. Các bạn ơi, cái chủ tịch nó luôn nhanh vậy. Không bổ mà, đường này đi hư bổ mà. Đường nào gần không ta? Sao đây đụng con núi này ta? Trời, núi cao quá. Trời ơi, sao đụng núi đây mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Ở trên phủ núi này cũng hơi khó. Chúng ta tập hết rồi. Chúng ta tới sau.
chợ 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 ta chợ chợ đeo ngựa đi ngựa lên núi cũng cắm đè cái thân cái đè rất là nan giải. Chợ sắp lên được núi rồi em ơi, cố lên ở bên tre cầu vẫn đấy. Nguy hiểm lắm, có thể té. Chợ mấy chú sao nhanh dữ vậy ta. Ồ, núi rồi, mọi người ơi. Lên được đường núi rồi. Yeah, kia bị xuất chăng. Yeah, siêu yeah. Yeah, mọi người ơi, mọi người ơi. Cái đó là cái tòa tháp nhà mình. Lộn kênh tên nhà mình, kênh tên, đúng là kênh tên nhà mình. Thì mình có thể thấy đây, này đỉnh núi rồi, mọi người thấy kìa. Nó núi có đèn luôn không? Xa cao lắm nha. Xuống nhờ té chết rồi. Đó, chủ tịch nguyên bài chủ tịch đi sau. Trời ơi, ở đây có thể ngắm được bờ sông ao cá, đồ ngọn núi ngọn đồi đồ các kiểu đồ. Này không mát mới được, đềm dòng này mới được. Biến động gì? Chào chào chờ đâu ta chờ chắc chắc cũng sắp xuống núi rồi. Không thấy bị chờ luôn các bạn. Đây, bị chờ đây, chờ đây. Chờ đây chắc cũng khoảng tầm 1 2 giờ. Nhưng chơi thoải mái được. Không có con gì không ta? Mọi người ơi nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, mình tên là Nhân Nguyễn. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, mình tên là Nhân Nguyễn, cảm ơn mọi người. Hồi tối ở trường mình sẽ về sớm thôi, tối mới còn nhìn bì nữa đi đang thèm cắn chết chết chủ tịch của tôi nhảy xuống núi này. Chủ tịch ơi xuống thôi, trời bắt bắt đầu xuống núi rồi kìa, mày chỉ bắt đầu xuống núi rồi đó, xuống thôi. Dạ, xuống hơi bị khó, lên cũng khó mà xuống cũng hơi khó. Cái vậy trời ơi, mấy chủ tịch này, tình. Xuống từ thôi. Trời ơi, mình được xuống sớm thế. Cho rồi xuống rồi, trời xuống, trời cũng sắp tối luôn rồi,
Cái tìm đường dễ dàng nhanh lên mới được. Ồ, có được ngựa trắng à ta, bạc mã này. Ồ, ngon ta, nhìn thấy phải ngon nhỉ. Bạc mã đó, bạc mã là màu gì, à, màu trắng, con ngựa màu trắng. Chưa lại có giáp luôn hả? Ngựa lại có giáp luôn về ta. Chơi sớm hết rồi, chơi hết tốt rồi, vậy thôi, chủ tịch ơi. Hết rồi. Ok, chờ tôi biết sau. Chuẩn bị đi hơn nào. Khi nào chúng ta vậy thôi. Cuộc này đi đâu đi lang thang này. Cuộc nhà mình hạ lộ bên này là cuộc đó có lừa nhà mình. Nghỉ ngơi thôi, tết đi, ngồi tết đi. Xuống ngựa thôi. Nghỉ ngơi không chịu tết đây. Xuống ngựa này chúng ta xuống ngựa thôi, thôi. Xuống không thôi nào. Từ ai cũng có phần một xuống nào một xuống xếp hàng nào hàng chúng tôi một xuống xếp hàng chúng tôi ngồi nhớ đi một ngày đi xa rồi nhớ đi chúng tôi cái chúng tôi đây sót lại chủ tịch như sót lại đây sao không được xuống hết rồi được rồi ổn rồi tạm biệt mọi người hẹn mọi người vào tập tiếp theo nha mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mình tên là Dương Nguyễn tạm biệt mọi người goodbye.